quá tự hào, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quật ngã Indo mang về chức vô địch châu Á đầu tiên trong lịch sử. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, như vậy là sau 5 ván đấu với nhiều diễn biến hấp dẫn và vô vàn cảm xúc, trận chung kết AVC Challenge Cup 2023 đã khép lại với chiến thắng vô cùng kịch tính dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Việt Nam đã thắng Indo một cách đầy quả cảm ngay trên đất khách và lần đầu tiên trong lịch sử mang về tấm vé sang Pháp để cọ sát với đấu trường thế giới. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đoàn quân Việt Nam, người hâm mộ bóng chuyền quốc tế, đặc biệt là khán giả khu vực đã phải dành hết lời thán phục cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Chỉ một đêm sau chiến thắng, hàng loạt những bài báo, bản tin, dòng bình luận cho thấy sự e dè, nể nang của cư dân mạng trước những cô gái vàng của chúng ta. Không biết các bạn đã kịp ăn mừng cho chiến thắng của Việt Nam chưa nhỉ? Nếu chưa thì hãy cùng mình mở một bữa tiệc ăn mừng online bằng cách đi hóng hớt mạng xã hội trong khu vực và cùng xem họ hào hứng đến cỡ nào khi xem Việt Nam chiến thắng ngoạn mục ngay trên đất Indo các bạn nhé. Vừa qua, với phong độ hủy diệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận chung kết Asian Volleyball Challenge Cup mà không để thua bất kỳ set đấu nào. Tuy nhiên, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội đã không hề chủ quan khi đối thủ của họ là Indonesia. Trong lần đối đầu gần nhất tại SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua 5 set đấu mới có thể hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước đội bóng vạt đảo. Bên cạnh đó thì Indonesia còn có lợi thế sân nhà ở AVC và đúng như dự kiến, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Ở hiệp 1, nhập cuộc với sự chuẩn bị chú đáo, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng chiếm ưu thế khi dẫn trước 2-0. Mặc dù chủ nhà Indonesia san bằng 2-2 và cạnh tranh quyết liệt ngay sau đó, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn xuất sắc kết thúc hiệp đấu với tỷ số là 25-18. Sang hiệp 2, sau bàn thua cách biệt trước đội khách Việt Nam, chủ nhà Indonesia đã dồn tất cả tài nguyên về mũi tấn công chủ lực là Megawati. Cộng thêm sức ép từ cổ động viên đội nhà trên khán đài, Indonesia thành công giành lại quyền kiểm soát ở hiệp 2 khi dẫn trước 10-7. Ngay lập tức thì tuyển Việt Nam nhanh chóng tăng tốc san bằng 10-10. Cuộc đua đã trở nên hấp dẫn hơn khi hai đội chơi ngang cơ nhau trong nửa hiệp đấu còn lại. Đến loạt điểm quyết định chiến thắng, chủ nhà Indonesia đã giành lên vượt chiến thắng 27-25. Áp lực lên đến đỉnh điểm ở hiệp 3 khi có thêm được hiệp thắng gỡ hòa, các cô gái chủ nhà Indonesia đã thi đấu tự tin hơn và máu lửa hơn. Trong khi đó, tuyển Việt Nam rơi vào thế tâm lý khiến tinh thần cũng bị căng cứng, mắc nhiều sai lầm không đáng có, đặc biệt là bước 1. Nắm được điểm yếu của Việt Nam, Indonesia đã liên tiếp tạo ra những pha phản công đầy uy lực để giành bề chiến thắng 25-21 ở hiệp 3. Đến hiệp 4, tiếp đà hưng phấn, tuyển Indonesia hoàn toàn áp đảo Việt Nam trong nửa hiệp đầu tiên. Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã liên tục mách nước để các học trò lội ngược dòng và mang về chiến thắng ở hiệp đấu này. Hiệp 5 cũng là hiệp quyết định. Tại hiệp đấu này, Việt Nam đã vượt lên để nắm quyền kiểm soát thế trận khi dẫn trước 5-3 sau loạt điểm giằng co. Việt Nam xuất sắc lên ngôi vô địch châu Á đầu tiên trong lịch sử. Trên màn hình bây giờ các bạn đang được xem lại điểm số quyết định của Kiều Trinh và cảm xúc vỡ òa ở nhà thi đấu với niềm vui của các cô gái Việt Nam cũng như là những giọt nước mắt tiếc nuối của chủ nhà Indonesia. Một trận chung kết rất kịch tính giữa hai đội và thật tuyệt vời khi Việt Nam là đội giành chiến thắng. Ngay sau đó, nhiều chuyên trang bóng chuyền và các trang cũng như hội nhóm mạng xã hội đã đồng loạt lên bài để chúc mừng cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chiến thắng thuyết phục của Việt Nam. Trong khi đó, netizen Indo lại bày tỏ sự đau buồn tột độ khi thua đau trước Việt Nam. Bên cạnh đó là những lời động viên chúc may mắn cho Việt Nam trên hành trình tiếp theo sang Pháp. Nhiều người đã bình luận như thế này. Xứng đáng, chúc mừng Việt Nam, người hâm mộ Indonesia đang gục ngã ngay bây giờ. Trước khi gặp nhau trong chung kết, Việt Nam cũng đã công nhận chỉ có Indonesia là đội mạnh nhất AVC. Giờ bạn đã mạnh hơn cả người mạnh nhất. Chúc mừng Việt Nam, dù sao vẫn có sự tôn trọng từ Indonesia. Tôi hy vọng đội của bạn đủ điều kiện vào VNL. Trần Thị Thanh Thúy tuyệt vời quá. Tôi là người Indonesia và tôi nghĩ bây giờ tôi là người hâm mộ của cô ấy. Chúc mừng, hẹn gặp bạn ở Paris nhé, người tình yêu từ Thái Lan. Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, hy vọng họ sẽ gia nhập VNL. Khách quan mà nói là dù đã có những thời điểm chơi không tốt, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc, qua đó xuất sắc đánh bại Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 3-2. Đáng mừng hơn, Thanh Thúy giật giải vận động viên xuất sắc nhất giải trong sự nể phục và tán dương của cổ động viên toàn khu vực. Đây tiếp tục là một danh hiệu cao quý nữa đến với người đội trưởng tuyệt vời của chúng ta. Chưa hết thì sau chức vô địch AVC Challenge Cup 2023 nghẹt thở, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt được nhận thưởng nóng 100 triệu đồng từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và 200 triệu đồng từ ông bầu Đào Hữu Huyền. Còn người hâm mộ Việt Nam cũng không khỏi thót tim
nhiều người thức đến khuya để theo dõi đến phút cuối của trận đấu. Trên mạng xã hội đến bây giờ, sự ngỡ ngàng, bất ngờ và hạnh phúc vẫn đang được lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Chúng ta hãy cùng xem một vài bình luận của netizen Việt Nam nhé! Một trận đấu đầy kịch tính và hồi hộp với nhiều cung bậc cảm xúc, không dành cho những người yếu tim. Này Kiều Trinh và Như Quỳnh chơi hay quá, Thanh Thúy thì mãi đỉnh rồi, yêu các cô gái Việt Nam. Indo rất tốt nhưng Việt Nam rất tiếc, xách ba lô lên và đi Pháp thôi. Nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc, đội bạn chơi rất hay nhưng chúng tôi chơi quả cảm hơn. Hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài, Việt Nam tuyệt vời quá. Coi mà tưởng sắp xỉu đến nơi, từng nhịp chuyền khó thở đến lạ. Rất lâu rồi mới xem lại bóng chuyền, trước hay xem Ngọc Hoa, Kim Huệ, nhưng giờ thế hệ các em chơi quá xuất sắc luôn, tự hào Việt Nam. Thật hạnh phúc khi mà chính nhờ những thành tích ấn tượng tại AVC Challenge Cup 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới. Trước đó thì Liên đoàn bóng chuyền thế giới đã gạch tên Việt Nam ra khỏi bảng xếp hạng vì không tham dự giải đấu châu lục kể từ năm 2021 đến năm 2022. Tuy nhiên, sau khi tham gia AVC Challenge Cup 2023, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tăng 50 điểm và cộng thêm 12 điểm còn lại khi bị gạch khỏi bảng xếp hạng. Nhờ đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 62 điểm, tăng 171 hạng liên tiếp và đứng ở vị trí thứ 52 thế giới. Chưa kịp vui mừng thì ngay sau đó, với chiến thắng thuyết phục đối thủ, Việt Nam thăng 3 hạng lên vị trí thứ 49 thế giới, trong khi Đài Bắc Trung Hoa thì tụt 2 bậc. Ở trận đấu tiếp theo gặp Ấn Độ tại bán kết, dự đoán đội tuyển Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn để tích lũy thêm điểm số. Tin rằng là sau trận chung kết hôm nay, thứ hạng của Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, bóng chuyền nữ Việt Nam mới lại có tên trên bảng xếp hạng danh giá của bóng chuyền nữ thế giới. Trước đó, các cô gái Việt Nam đã không tham gia các giải đấu tính điểm quốc tế trong suốt thời gian dài. Đây là minh chứng rất rõ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cuối cùng, bằng tinh thần thép và nguồn động lực lớn từ cổ động viên ở quê nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ đã xuất sắc đăng quang danh hiệu vô địch cúp bóng chuyền Challenge châu Á. Thành tích này đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đoạt vé tham dự cúp bóng chuyền Challenge thế giới vào tháng 7 tới tại Pháp. Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia sân chơi đẳng cấp mang tầm thế giới như thế này. Nếu vô địch, chúng ta sẽ được đặc cách góp mặt tại giải đấu bóng chuyền đẳng cấp nhất hành tinh. Dù hành trình tới giải đấu cao nhất thế giới dành cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam không hề dễ dàng, nhưng với những nỗ lực tại giải đấu cấp châu lục hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang mang lại nhiều niềm kỳ vọng về một tương lai không xa sẽ vươn ra biển lớn. Các bạn khán giả thương mến của Việt Nam Stronger, hãy tiếp tục theo dõi hành trình vươn tầm thế giới của Thanh Thúy và các đồng đội nhé! Ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.